Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì mình là Linh đây. Thì như những số trước, phần trước thì mình đã hướng dẫn cho anh em những cái kỹ năng cơ bản để có thể là trở thành một pro player ở trong con game này. Thì ở phần 2 trong ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh thêm một số kỹ năng nâng cao nha. Một số kỹ năng nâng cao mà bây giờ rất nhiều các game thủ cũng như là gọi là các tay to hay chuyên dùng nha. Đây là gọi là một số chia sẻ của mình thôi. Ok, thì bây giờ hôm nay thì mình sẽ show luôn cả thao tác tay và mình sẽ chơi bằng con điện thoại nha, ba ngón trên con 8 Plus này. Bây giờ thì mình sẽ vào phòng tập. Hôm nay thì mình sẽ quay bằng điện thoại và quay ba ngón nha anh em, để cùng xem cho anh em nhìn một cách nó thực tế nhất. Ok, vào phòng tập nè. Đây, như anh em thấy trên màn hình là mình có setting, mình tên đang chơi bằng điện thoại nha, và setting ba ngón này nha, ba ngón. Setting ba ngón mà setting ở bây giờ là rất là thông dụng đây. Rất nhiều các anh em tin dùng đây. Bây giờ thì mình sẽ nhặt súng. Thì ở phần trước thì mình đã hướng dẫn anh em cách cài đặt nè, cách phân tích những cái phụ kiện rồi. Bây giờ thì ở phần này thì mình sẽ không nói thêm về những cái phụ kiện này nữa. Đây là mình sẽ chỉ tập trung vào cái nút con này. Tập trung vào những cái kỹ năng thôi nha. Mình cho nhỏ âm lượng của game đi một chút xíu. Cái đầu tiên mình đây, mình sẽ nói qua lại một cái như thế là ghìm tâm. Và tại vì clip trước mình đăng lên thì nhiều bạn có hỏi là anh ghìm tâm kiểu gì đây. Bây giờ thì mình sâu thao tay trên con ba ngón này thì như anh em thấy là mình để những cái setting mà mình đã nói ở clip trước rồi. Mình đã nói ở clip trước rồi là nghiêng người mở ống ngắm các kiểu. Bây giờ thì mình sẽ nhặt lấy một cái ống ngắm và anh em nhìn thao tác ghìm tâm của mình trên cái con điện thoại ba ngón này nha. Zoom scope lên này và sấy này. Zoom scope lên sấy này, mình kéo cái tay qua này luôn. Kéo rất nhanh luôn. Bây giờ thì mình sẽ bắn nhanh luôn này. Đó, anh em thấy không? Mình kéo rất nhanh luôn. Kéo nhanh với đồng nghĩa với việc là nó sẽ ghìm tâm rất là tốt. Đây là X60 zoom nha. Giờ anh em nhìn nó gần như là đứng yên một chỗ luôn. Đấy. Đây là cái thao tác ghìm tâm. Kể cả ghim đi đâu, ví dụ như là có một cái đối tượng di chuyển chẳng hạn thì mình sẽ đây là một đối tượng đứng im nha, mình thì mình ghim xuống, kéo xuống. Còn nếu với đối tượng di chuyển thì sao? Đây, di chuyển thì ví dụ như là nó đi sang phải thì mình phải nó đi sang trái thì mình phải vuốt sang trái, vuốt chéo sang trái, vuốt một từ góc, một cái góc này chéo một phát xuống dưới thì nó vừa đuổi theo lia tâm được và nó sẽ ghim được cái tâm xuống. Đấy, đấy là cái mình nói qua lại cái thao tác ghìm tâm. Còn bây giờ thì là một số kỹ năng nâng cao như kiểu là vừa nhảy vừa bắn di chuyển. Thì đây, nếu như những anh em nào mà gọi là mới tập chơi hay là cũng chưa biết những cách di chuyển ấy, thì anh em sẽ di chuyển là chỉ là kéo cái nút di chuyển đây này. Anh em nhìn trên màn hình cái thao tác tay của mình chỉ kéo lên và để cho nó chạy. Ví dụ như là công một cái mục tiêu chẳng hạn thì anh em chỉ kéo nó lên thôi và để nó chạy tự động hoặc là giữ nó chạy tự động và chạy một đường thẳng lên như thế này. Thì cái việc mà đối phương có thể thò ra bắn mình ngay lập tức, tại vì là mình chạy ra một cái đường thẳng mà lên là nó chỉ là đơn giản nó thò ra nó bắn mình là cũng chết rồi. Nhưng ở đây là kỹ năng chạy nâng cao, chắc hẳn là rất nhiều anh em đã biết rồi nhưng mà cũng nhiều người chưa biết nên là mình cũng hướng dẫn luôn là anh em chạy là không nên chạy đường thẳng mà vừa chạy chúng ta phải đánh cái hai tay sang hai bên. Anh em có thể nhìn thấy chạy lắc như thế này, kiểu lăng ba vi bộ đấy anh em. Đấy, chạy đây là một kỹ năng nâng cao nha, chạy như này.
thì cái hướng thì nếu mà địch có nhìn thấy mình công lên thì cũng nó cũng khó bắt được cái hướng mình chạy, và nó sẽ sấy mình. Nó sấy mình thì chắc chắn là sẽ trượt cả cả nói chung là nửa trúng nửa trượt rồi, nên là khả năng anh em phản xạ này để bắn được địch có nghĩa là sẽ tốt hơn. Đây là ví dụ như này nha, mà mình chạy ở trong những cái góc như thế này, mình sẽ chạy zigzag như này, chạy zigzag như này, mà nếu như tâm mình kê sẵn rồi, nó mà thò ra phát là zoom lên một phát là thôi, thấy mẹ nó luôn đấy. Đây là một kỹ năng di chuyển nha, xong một cái kỹ năng di chuyển, còn hai nữa. Bây giờ thì sẽ đến kỹ năng vừa nhảy vừa bắn này. Kỹ năng này là anh em bảo mình làm rất là nhiều, và kỹ năng này là rất gọi là rất là kiểu là gọi là gì nhỉ, hữu dụng trong mọi trường hợp, trong mọi trường hợp nha. Kỹ năng này là kỹ năng nâng cao, phải gọi phải nói là dành cho các bờ rô layer bây giờ đây anh em, và là vừa nhảy vừa bắn, vừa nhảy vừa bắn. Cái kỹ năng này mình phải nói đến những cái ưu điểm của nó là có thể là gây bất ngờ cho kẻ địch và khiến cho kẻ địch không thể bắn trúng mình được. Tại vì sao mình bảo không bắn trúng mình được? Tại vì nếu như mà anh em bây giờ anh em đang đứng yên một chỗ như thế này mà bây giờ có một thằng nó nhảy lên thì anh em làm sao mà lia tâm lên trên kịp. Nó vừa nhảy vừa bắn cơ mà, lúc mà nó đang ở trên nó bắn rồi thì chắc chắn là mình sẽ phải nằm xuống trước rồi. Cái khả năng mình nằm xuống trước là quá là cao. Đây, bây giờ thì mình sẽ cái thao tác nhảy bắn của mình như thế nào. Bây giờ ví dụ như thế này, mình sẽ vào một cái góc make up nào đấy đi. Bây giờ thì có một thằng ở trong đâu nhỉ, đây cứ hiện diện là nó nằm ở sau cái gốc này đi, nó nằm ở đây đi, nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ ngồi ở đây chẳng hạn, và mình thì chạy tới như thế này. Mình nếu mà nó đứng ở đây, mình khuyên anh em nha, nếu mà ví dụ trong những trường hợp nhảy bắn mà công một cái góc back up thì nó nhỏ nhỏ như thế này này, anh em không lên nhảy từ trái qua phải nha, không lên chạy trái. Bởi vì sao? Bởi vì ấy, đây mình sẽ ngồi bên trái, đây là ví dụ là địch đúng không. Tại vì sao bây giờ mình nói luôn là tại vì sao không lên nhảy bên trái hoặc là công bên trái này, bởi vì đa phần anh em là thuận bên tay phải là thuận tay phải nha, thuận bên phải, nên là ấy, nếu mà là mình nhảy trái, đây là mình nhảy trái, còn anh em ngồi là anh em thuận tay phải đúng không, nhảy trái đồng nghĩa với việc là nhảy sang bên thuận của địch, và bên thuận của địch thì nó có thể thò ra nó bắn anh em một phát chết luôn, nhanh gọn lẹ. Thuận tay thuận thì tất nhiên là nó sẽ phải hơn những cái tay không thuận rồi, nên là mình khuyên anh em không lên công bên trái hoặc nhảy bên trái, mà anh em sẽ nhảy theo bên phải, anh em tập thể theo bên phải. Thì chọn bên nhảy bên phải thì đồng nghĩa với việc là đối với địch là nó ở bên trái rồi, nên là cái việc nó bắt được phản xạ của mình nó sẽ kém hơn cái tay thuận của nó, nên là nhảy bên phải. Và bây giờ thì mình sẽ vừa nhảy vừa bắn biểu diễn cho anh em xem thử cái thao tác của mình nha. Vừa nhảy thì cái tâm của mình ấy nhảy lên, bấm một nút nhảy, đây là thao tác ba ngón nha, mình bấm nút nhảy và đồng nghĩa với việc là mình bấm xong nút nhảy phát là cái tay ngón cái của mình đây ngón cái này mình phải vuốt màn hình theo. Bây giờ thì như này nhá, bây giờ thì mình sẽ bây giờ thì cứ nghĩ là nó sẽ đang ở công lên đi, nó đang yếu máu mình công lên đi. Đây bây giờ mình sẽ di chuyển zigzag từ một cái góc khác, sẽ di chuyển zigzag lên và bắt đầu nhảy lên phát là cái tay mình vua vơ theo luôn. Anh em nhìn thấy chưa, cái tay mình nhảy lên và cái tay kéo theo cái tâm luôn. Bây giờ thì vừa nhảy và kết hợp bắn luôn nha, này chạy zigzag này, nhảy bắn như thế này chắc chắn là hẹo rồi. Làm lại này, chạy nhảy kéo tầm bắn, trời ơi nó lại cứ phải gọi là easy. Lại nữa này, một lần nữa này, cái bây là kết hợp cả di chuyển lẫn nhảy bắn và nhảy theo tay thuận hay không thuận nha, di chuyển zigzag công đến, đây là kỹ năng nâng cao nha, nhảy phát kéo tâm theo bắn. Đảm bảo với anh em đây, kể cả đây là một cái cục đá hay là một cái vách tường hay cái gì thì công theo cái cách này đảm bảo với anh em là 80% anh em sẽ bắt được đối phương. Nhảy bắn cái này là quá là gọi như là hữu ích luôn, và kết hợp với sấy trước, có nghĩa là sấy trước mình bấm nhảy phát là mình đã sấy luôn rồi. Nhìn nhá anh em này, bấm phát bắn cái thao tác ba ngón này mình vẫn chưa quen lắm. Đây trước mình bắn ba ngón nhưng bây giờ thì mình bắn năm ngón nên là nó khó rồi. Đây nhảy kéo theo cái tâm và nhảy bắn như thế này thì chắc chắn là ăn ghim được, kéo theo được cái người này 100% là ăn rồi. Đấy là cái kỹ năng nhảy bắn. Kỹ năng nhảy bắn này đòi hỏi là anh em phải tập luyện nhiều một chút xíu, nhảy kết hợp với cái lia tâm cho nó chuẩn. Đấy là
là kỹ năng nhảy bắn đó, đó là mấy cái kỹ năng mà nâng cao của mình. Vừa rồi là mình đã chia sẻ với anh em ba kỹ năng rồi, một là kéo tâm làm sao này, hai là di chuyển, ba là nhảy bắn, và cái thứ tư là cái gì nhỉ, mình quên mẹ mất rồi, vừa nãy thì nhớ, bây giờ làm clip thì quên rồi. À, một kỹ năng nữa có thể là nhiều anh em chưa biết này. Đây đây là đâu rồi, mình sẽ lấy cây sniper đi. Sniper ở đâu nhỉ? Đây 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 đây. Sniper bắn ở chế độ ba ngón thì anh em lên để cái chế độ như thế nào? Đây, bình thường thì anh em sẽ chỉ là để zoom scope lên là như này thôi, zoom scope lên và lia tâm đến địch xong mới bấm bắn. Như thế này thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian và nó sẽ không chính xác, bởi vì trong những trường hợp anh em vội chẳng hạn, anh em vẩy tâm chẳng hạn, thò ra mà kéo như này thì nó kéo như này xong rồi, xong rồi mình dí một phát nút bắn như này thì nó rất là mất thời gian. Lên là mình sẽ để như thế này. Đây, anh em sẽ vào cài đặt cơ bản và để chế độ súng bắn tỉa nạp thủ công, và anh em để chế độ thả bắn là như thế nào. Đây, anh em giữ vào nút bắn đâu nhỉ, đấy anh em này, như thế này anh em sẽ giữ nút bắn trước, và cái tay này chỉ việc lia tâm theo thôi, lia tâm đến đâu cái này vẩy rất là tốt nha, lia tâm ra và thả nút bắn phát là nó bắn luôn, thả nút, nghĩa là cái này là thả mà bắn, chỉ cần đâu rồi, hết mẹ đạn rồi, từ đây anh em ơi, chỉ cần anh em nhả nút bắn ra là đạn nó cũng bắn theo luôn. Đây là chỉ dành cho slip thôi nha, cái đấy cũng chỉ dành cho slip thôi nên nó không ảnh hưởng. Anh em có thể ngõ ra và giữ cái nút bắn, thả phát là bắn luôn. Ví dụ anh em có một cái khả năng vẩy rất là tốt, bây giờ chỉ cần lia theo và thả phát bắn luôn, ui sổ hợp lý vãi đái con chó cái luôn đấy, lo này cứ xịn luôn anh em ạ. Đấy đấy là thêm một tip trick nữa là như vậy. Đây là bốn bốn mẹo mà mình đang hay sử dụng rồi nha. Còn một cái nữa là là cái kỹ năng nghiêng người vừa sấy, kỹ năng nghiêng người vừa sấy này là như thế nào, là anh em lé đạn rất là tốt và có thể là sấy, ví dụ như anh em sấy cái khoảng cách đâu đó là 300 400 mét 500 mét chẳng hạn, mà anh em có khả năng sấy tốt thì anh em đứng anh em sấy. Nhưng nếu mà đối với địch của chúng ta mà cầm trên tay cây ốp chẳng hạn, mà anh em đứng anh em mà nghiêng người sấy, hay là cứ đứng mà sấy như thế này, sấy nó được một băng khéo khi thằng nào nhanh tay nó cho mình viên ốp vào đầu là hẹo. Nên nếu mà sấy nghiêng người là như thế nào thì mình sẽ chỉnh cái này về là chế độ gì nhỉ, đâu rồi, à, chế độ mở ống ngắm này. Đây, chế độ nghiêng mình sẽ để về chế độ nhấn và rút cây súng ra. Đấy, sấy thôi, được rồi, scope được rồi. Cái này thì phải đổi lại nha. Một kỹ năng nữa dành cho ba ngón mà vừa sấy và nghiêng được người. Đấy, sấy này. Ngon ngay. Mình nghĩ là nếu mà ba ngón thì xài cái chiêu này thì nó hơi khó một chút. Tại vì sao? Tại xin lỗi nha, tại vì là ba cái nếu mà để ba ngón mà sấy được cái nghiêng người này thì nó hơi khó một chút. Anh em phải chỉnh lại cái setting. Chỉnh lại một chút cái setting thì mới có thể là sấy vừa nghiêng người được. Bởi vì là nếu như anh em mà sấy nghiêng người mà thò ra mà sấy như thế này mà vừa sấy vừa nghiêng người thì anh em sẽ mất cái khả năng ghìm tâm của mình, nó sẽ ghìm tâm bớt lại, nên là cái này thì mình nghĩ là nên để cho bốn ngón thôi, ba bốn ngón như phần trước thì mình cũng cũng đã chia sẻ rồi, mình cũng đã chia sẻ setting ba bốn ngón rồi, nên là cái kỹ năng sấy vừa ghìm tâm như thế này thì chúng ta chỉ lên sấy cho bốn ngón. Đấy là mình theo mình thôi, còn nhiều anh em vẫn sấy được mà, nhiều anh em vẫn sấy tốt, trong những trường hợp anh em vẫn nghiêng người sấy tốt. Nếu mà bây giờ mình chỉnh như thế này vẫn là ba ngón mà thôi, bây giờ thì mình sẽ chỉnh sang bên này, mình sẽ chỉnh ở bên này và thành sấy nghiêng người thôi.
Bây giờ thì mình zoom cốp lên. Bây giờ thấy chỉnh nó sang hai cái lúc bắn này nó sang bên bên này một chút. Này anh em nhìn mình thấy lại nha. Cái này thì mình sẽ chuyển về chế độ là nhấn và mình sẽ zoom hộp cốp lên và giữ vào nghiêng người, hợp lý chưa? Quá hợp lý luôn, vẫn là ba ngón mà thôi. Vẫn là ba ngón mà thôi. Đấy. Nên những cái kỹ năng như thế này thì anh em lên tập luyện một chút nha. Đấy. Trên đây là năm cái cơ bản, à cái chức gọi là nâng cao một chút xíu. Nếu mà anh em nào mà thấy hay thì có thể là comment để lại cho mình thêm ý kiến ở phía bên dưới, mình sẽ tìm những cái gọi là kỹ năng hay là mẹo hữu ích cho anh em để anh em có thể là nâng cao cái trình độ của mình cũng như là nâng cao cái bậc danh của mình lên những cấp cao nhất. À, anh em thấy là kèm theo cái độ vuốt phải nhanh, càng cái vuốt nhanh hay chậm bên này này. Bây giờ mình nói nốt nha, cái vuốt nhanh hay chậm này là tùy vào cái mức độ nhạy của anh em đó. Nói anh em để như thế nào phù hợp với cái khả năng của mình để có thể kéo nó nhanh. Anh em cứ bảo là mình thấy không giật, nhưng mà đấy là do đây này. Thấy như thế này thì thôi chết mợ nó luôn chứ còn gì nữa. Thấy như thế này thì chết mợ. Đây, zoom lên và thấy cái tay nó phải kéo xuống không? Nó cứ phải gọi là easy luôn. Đó. Được rồi, clip của mình thì cũng kết thúc ở đây thôi. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Đừng quên comment những cái ý kiến hay ho gì, hãy comment ở phần bên dưới nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.